Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Audio. Cuối tập trước, sau khi vận chuyển thiên hồn cấm thuật để bảo vệ tâm thần, thì Tần Trần mới thoát khỏi huyễn ảnh thanh tĩnh trở lại. Điều này làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi, chỉ là một ánh mắt của đối phương nhìn tới, lại có thể làm cho hắn rơi vào huyễn ảnh, đây là bậc nào tu vi chứ. Nhưng mà cũng dựa vào điểm này, nên Tần Trần mới nhận ra, đối phương cũng không phải là dị ma tộc, mà chỉ là nhân loại ma đạo cao thủ thôi. Trong khi Tần Trần còn đang suy nghĩ, xem người này là ai mà thực lực lại mạnh như vậy, thì đúng lúc đó, thanh âm của lão nguyên liền vang lên trong đầu hắn nói tần trần tiểu tử đôi nam nữ mà ngươi nói ở phía tây kia chính là dị ma tộc hơn nữa còn là lão bằng hữu của chúng ta nghe lão nguyên nói thế làm tần trần nhất thời ngẩn ra nhưng sau đó dường như nhớ đến cái gì thì liền lên tiếng ngươi nói là xích viêm ma quân cùng ma lệ sao chẳng trách ta luôn cảm thấy hai người này quen thuộc như vậy mà tại thời điểm tần trần phát hiện ra thân phận của hai người này thì đúng lúc đó xích viêm ma quân đột nhiên câu mày một cái cảm giác như bản thân đang bị người khác để mắt tới tức khắc hắn liền quay đầu nhìn lại thế nhưng sau một hồi tìm kiếm lại không cách nào phát giác được ra ai đang theo dõi mình trong thời gian này tại phía trước ma khí đại trận nhìn lâu tử mặt nửa ngày vẫn chưa tìm được cách phá giải ma khí đại trận này lòng bá thiên cũng không nhẫn nại được mà lên tiếng nói lâu tử mặt ngươi đường đường là thái thượng trưởng lão của khí điện thế mà lâu như vậy vẫn không nhìn ra được mánh khóe của ma khí đại trận này sao dù gì đây cũng chỉ là một cái đại trận mà thôi nếu đã không phá được thì cứ trực tiếp xông qua đi ta cũng không tin một cái trận pháp nho nhỏ này lại có thể làm gì được ta nói dứt lời lòng bá thiên hừ lạnh một tiếng đang định bước vào đại trận thì đúng lúc đó cực kính đăng đế đột nhiên quay đầu nhìn lại phía sau cười lớn mấy tiếng nói xem ra lại có khách quý tới đây rồi nghe cực kính đăng đế nói vậy đám võ giả ở đây vội vàng quay đầu nhìn lại thì liền thấy có hai đạo thân ảnh từ xa lao tới trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt đám người ở đây mà người tới chính là thượng quan cổ phong cùng với thôn thiên ma quân và để cho đám võ giả ở đây không phát hiện ra mình là dị ma tộc thì cả người thôn thiên ma quân được bao phủ trong một cái áo choàng không thể phân biệt được bộ dáng không chỉ có thế bên ngoài cơ thể hắn còn lưu chuyển một tầng vô hình khí tức để người khác không thể nhìn ra được mánh khóe dẫn theo thôn thiên ma quân đi đến trước đám võ giả này thượng quan cổ phong cười to mấy tiếng nói chư vị dĩ nhiên đã tới đây hết rồi lão thân không có tới trễ chứ thấy người đến là thượng quan cổ phong lòng bá thiên và lâu tử mặt trên thân nở rộ sát khí từ trong đám võ giả lao ra phi thẳng tới thượng quan cổ phong lạnh lùng quát phiêu miểu cùng các ngươi làm hại thiên hạ cấu kết với dị ma tộc không những thế lại còn giết đệ tử của long gia ta hôm nay ngươi vậy mà vẫn dám đến đây như thế không sợ rằng ta sẽ bắt ngươi thay đệ tử long gia báo thù sao nghe được lời này của long bá thiên thượng quan cổ phong cười lớn mấy tiếng bộ dáng thì lơ đỉnh không thèm để ý đến tên này lạnh lùng nói long bá thiên chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn bắt lão thân sao ngươi quá coi trọng chính mình rồi đấy huống chi chấp pháp điện ta cố kết với dị ma tộc tin tức này ngươi nghe ở đâu vậy có chứng cứ hay không nếu như đã không có chứng cứ lại dám có dũng khí chửi bới phiêu miểu cung như vậy ngươi có tin hay không sau khi rời khỏi nơi này lão thân sẽ xuất lĩnh chấp pháp điện đem lòng da của ngươi tiêu diệt lòng bá thiên nghe vậy thì ánh mắt liền ngưng lại hô hấp trở nên trầm trọng ánh mắt bộc phát âm lãnh trong lòng tức giận đến cực điểm giờ khác này nội tâm của hắn vô cùng tức giận trên thực tế trong lòng của hắn đã sớm bỏ cuộc rồi bởi vì nếu như hắn giết thượng quan cổ phong tại nơi này thì lấy tính cách bá đạo của thượng quan hi nhi làm sao có thể tha cho long gia của hắn được chứ đến lúc đó long gia của hắn cũng triệt để xong đời thế nhưng tại thời điểm này nếu như hắn lui bước thì mặt mũi long gia của hắn biết ném đi nơi nào tức khắc hắn liền cười to mấy tiếng sau đó quay sang lâu tử mặc lạnh lùng nói lâu huynh thượng quan cổ phong hiện tại vẫn có dũng khí đe dọa chúng ta như vậy người nói long mổ nên làm như thế nào lâu tử mặc nghe thế thì cũng thừa biết ý tứ của long bá thiên rõ ràng là hắn muốn lôi mình xuống nước thế nhưng khi trước ở trong cổ ngu giới khí điện phó điện chủ một tầm cũng là bị dị ma tộc giết chết bậc này đại thù làm sao có thể không báo đây nghĩ đến đây lâu tử mặc hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói cùng nàng ta lời thừa làm cái gì cứ bắt lại trước rồi nói nghe lâu tử mặc nói vậy Lòng bá thiên cười lớn mấy tiếng đắc ý nói, lâu huynh nói rất đúng ý ta. Lời này vừa dứt, lòng bá thiên liền vung nắm đấm lên, hướng thượng quan cổ phong cách không đấm tới. Tức khắc, một đầu hư ảnh chân long từ trong nắm đấm gào thét đi ra, trong nháy mắt đã bành trướng thành một đầu mười trượng cự long, hướng thượng quan cổ phong cắn xé tới, đem thượng quan cổ phong thôn phệ vào trong. Mà ở bên trong long hình quyền ảnh kia, thượng quan cổ phong cũng không chút sợ hãi, ngược lại còn cười to mấy tiếng trào phúng nói, Long bá thiên, người cũng quá coi trọng lão thân rồi vừa ra tay đã tung ra đại sát chiêu như vậy chẳng lẽ không sợ mất phong độ sao nghe nói diệt thế chân long quyết của lão tổ long gia cái thế vô song hôm nay lão thân muốn nhìn một chút xem đến cùng là mạnh đến mức nào theo giọng nói hạ xuống một đạo hồng quang ở bên trong hư ảnh chân long đột nhiên nở rộ bộc phát ra chói mắt hồng quang lấy hư ảnh cự long làm trung tâm phương viên trăm trượng xung quanh trong nháy mắt sụp xuống mà chân long hư ảnh kia cũng theo đó nổ tung tiêu tan thành mây khói long bá thiên thấy vậy thì sắc mặt liền trở nên khó coi gầm lên một tiếng thân hình hắn như là chân long lao thẳng đến thượng quan cổ phong đánh tới thượng quan cổ phong thấy vậy thì khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt thân hình hóa thành tầng tầng tàn ảnh cùng long bá thiên chém giết một chỗ kinh khủng tiếng nổ đùng đoàn liên tục vang lên không dứt vậy mà hai người lại là thực lực ngang nhau đứng ở một bên thấy vậy lầu tử mặt đột nhiên cười to tay phải xuất hiện cự trì thân hình trong nháy mắt phóng lên cao hướng thượng quan cổ phong đánh tới thế nhưng ngay khi một kích này sắp đánh trúng thượng quan cổ phong thì tên hắc y nhân đi cùng nàng ta đột nhiên lao ra ngăn cản chỉ thấy hai tay tên h y nhân này trắng ở trước ngực vậy mà lại có thể đem một chùy của lâu tử mặt cứng rắn ngăn cản lại về phía lâu tử mặt một kích của bản thân lại bị đối phương ngăn cản lại như thế làm cho sắc mặt hắn liền trở nên tái xanh cự chùy trong tay lại lần nữa được hắn thôi động điên cuồng hướng tên h y nhân này đánh tới trong nhất thời hai người liền quấn lấy nhau liên tục giao thủ cùng với thượng quan cổ phong và long bá thiên chiến đấu hòa lẫn vào nhau trong thời gian ngắn giữa hai bên vẫn không phân biệt được cao thấp mà lúc này ở bên dưới từng trần đang tập trung quan sát hai bên giao thủ trong nháy mắt đã có thể nhìn ra hai bên tuy là đang kịch liệt chiến đấu thế nhưng cũng không phải là chân chính xuất ra đòn sát thủ mà chỉ là đang thăm dò đối phương mà thôi thế nhưng làm hắn chú ý nhất vẫn là tên hắc y nhân kia mặc dù khí tức trên người tên này thả ra có một chút cổ quái trông giống như là công pháp ma đạo nhưng tần trần vẫn có thể cảm nhận được có một ti dị ma tộc quy tắc chi lực lộ ra nhận biết được điều này làm trong lòng tần trần càng thêm nghi hoặc không hiểu tại sao lần này thượng quan cổ phong lại liều lĩnh đến như vậy cư nhiên lại dám dẫn theo dị ma tộc xuất hiện tại nơi đây không những thế lại còn công khai đánh nhau nữa, chẳng lẽ nàng ta không sợ bị các thế lực khác đoán được ra sao? Trong lòng còn đang trần tư suy nghĩ về vấn đề này, thì ánh mắt tần trần không tự chủ nhìn sang phía xích viêm ma quân, tức khắc liền thấy thân thể tên xích viêm ma quân này đột nhiên run lên, dường như là rất khiếp sợ khi nhìn thấy tên hắc y nhân kia vậy. Còn đang không hiểu làm sao xích viêm ma quân lại có phản ứng như vậy, thì đúng lúc này, thanh âm của khô lâu đà chủ liền vang lên trong đầu tần trần nói, trần thiếu, hắc y nhân này chính là thôn thiên ma quân đại nhân. Nghe được danh xưng này, Tần Trần liền cảm thấy có một chút quen thuộc, và sau một hồi thì hắn cũng nhớ ra, thôn thiên ma quân này không phải là giáo chủ của huyết ma giáo tại Bách Triều Chi Địa hay sao? Người này hơn trăm năm trước đã bị người của phiêu miễu cung mang đi, không ngờ tới hôm nay vậy mà có thể sống lại, đồng thời còn trở thành cao tầng trong phiêu miễu cung nữa. Ngay khi Tần Trần nhớ ra thân phận của tên ma quân này, thì khô lâu đà chủ lại lần nữa truyền âm, mà theo như lời hắn nói, thì thôn thiên ma quân năm đó từng có một vị tổ tiên tiến nhập không gian phong ấn này, mà lần này hắn tới đây, rất có thể là muốn tìm vị tổ tiên năm đó biết được tin tức này từng trần liền minh bạch tại sao thượng quan cổ phong lại mạo hiểm mang tên h y nhân này tới đây rất có thể trên người tên này vô cùng có khả năng có phương pháp liên hệ với tên dị ma tộc ở trong viễn cổ ma địa này nghĩ đến đây từng trần cũng không muốn vạch trần thân phận của tên h y nhân này nữa ít nhất là trong thời gian tới tên này còn có tác dụng nếu như có thể tiếp cận tên này thì sẽ có thể biết được toàn bộ hành động lần này của phiêu miễu cung trong khi từng trần còn đang suy nghĩ về chuyện này thì chiến trường giữa thượng quan cổ phong và long bá thiên cũng đến hồi gây cấn hai cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt va chạm vào nhau bộc phát ra kinh người tiếng nổ theo đó một cổ năng lượng kinh khủng liền bạo phát ra hướng ma khí đại trận ở cách đó không xa đập tới tức khắc cả một mảnh không gian quanh đây kịch liệt rung động mà ma khí đại trận giống như bị kích hoạt vậy ma khí ở bên trong nháy mắt bành trướng lên hướng mọi người cấp tốc cuốn tới một màn phát sinh đột ngột như này làm đám võ giả ở đây trên mặt hiện rõ hoảng sợ vội vàng lui lại phía sau mà đám người long bá thiên cũng không ngoại lệ chứng kiến ma khí cuốn tới mấy người lập tức ngừng giao thủ vội vàng lui lại ngay bởi vì loại này dị biến mọi người cũng không biết phải nên làm như thế nào nội dung tập này đến đây là hết rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo